Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video này tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Xpander. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, sản xuất tại Indo, và chiếc xe này thì nhập khẩu nguyên chiếc quý bạn nhé. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và mới lăn bánh có hơn 6 vạn km thôi quý vị và bạn ạ. Và chiếc xe này thì đã được chủ xe chăm sóc rất là tốt, độ thêm rất là nhiều đồ các bạn nhé. Ví dụ như là camera 360 này, màn hình Android này, độ thêm rất là nhiều. Quý vị các bạn đến xem xe thì tôi sẽ giới thiệu thêm cho quý vị các bạn về những cái phần mà chủ xe đã độ thêm các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ, máy móc tất cả còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 480 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 2019 nhập khẩu nguyên chiếc biển Hà Nội này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883, để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Xpander 2019 tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Xpander 2019 biển Hà Nội nhập khẩu nguyên chiếc này các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Chiếc xe này được sở hữu màu bạc và rất là đẹp luôn bạn ạ. Nước sơn zin của xe cũng còn tương đối là nhiều các bạn nhé. Còn tương đối là nhiều thôi bạn ạ, chứ vì là những cái việc xước sát mà sơn lại thì không thể tránh khỏi được với những chiếc xe ở Hà Nội các bạn nhé. Đi lại cũng đã bị xước sát rất là nhiều rồi. Có thể để một chỗ trong bãi xe đông cũng hay bị những cái xe bên cạnh mở cửa ra, nó làm cho xước sát các bạn nhé. Đấy, cho nên là cái việc xước sát mà sơn lại là chuyện bình thường thôi các bạn nhé. Đấy, về cái phần sườn bên phụ bạn thấy đấy ạ, rất phẳng luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, rất đẹp luôn bạn nhé. Đây là phần sườn bên phụ này, phần sườn bên lái đây các bạn này cũng đều rất là đẹp luôn các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Hôm nay thì tôi đang quay vào cái thời điểm này là nó đang nắng và nó có bóng cây, cho nên là nhìn có cái dưới bóng cây này thì nó không được đẹp lắm đâu các bạn nhé. Chứ còn nếu như mà để ra thời tiết mà râm, một là râm, hai là nắng đều thì là nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy, có bóng cây này thì nhìn nó không được đẹp lắm này. Toàn bộ về phần ba đời sốc trước này, đấy, ba đời sốc trước cũng còn rất đẹp luôn bạn này. Cụm đèn pha này, đấy, xe cũng đã được chủ xe độ lên đèn pha bi xe nông bạn nhé. Đèn pha bi xe nông rồi này. Đấy, chủ xe đã độ đèn pha bi xe nông rồi bạn nhé, rất đẹp luôn. Phía bên dưới cũng là đèn gầm, đèn gầm cũng là đèn bi luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Toàn bộ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất đẹp luôn bạn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Gương chiếu hậu thì gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, đây là về cái phần ba đời sốc trước. Và phần ba đời sốc sau thì bạn thấy đấy ạ, cũng còn rất là đẹp luôn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Toàn bộ từ những cái cụm đèn cũng còn rất là mới và được chủ xe dán bảo vệ này. Cái này là dán trang trí, dán bảo vệ thôi các bạn nhé, chứ không có cái gì cả. Cái này là nếu như chúng ta không thích thì chúng ta có thể bóc cái lỡ ô dán này đi, cái này dán thêm thôi. Đấy, rất đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Và nhìn từ cái phần ba đời sốc sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đầy đủ luôn là cảm biến lùi rồi này. Chủ xe độ thêm màn hình camera 360, đây là cái camera lùi này, màn hình và camera 360 đây các bạn nhé. Trên gương này, đấy, gương bên lái này có camera này, phần đầu này, camera trước này. Đấy, bộ camera 360 này rất là xịn luôn các bạn nhé. Đấy, camera gương bên phụ này,
bậc cửa này. Đấy, những cái này là chủ xe vừa mới độ, chủ xe đã độ thêm nhá. Xin lỗi các bạn, chiếc xe này thì chủ xe độ lâu rồi nhưng không ảnh hưởng gì đến đăng kiểm đâu. Chiếc xe này thì nhiều người là lo độ nhiều thì ảnh hưởng đến đăng kiểm nhá, không có ảnh hưởng gì đến đăng kiểm đâu. Chiếc xe này vừa mới đăng kiểm xong này, đăng kiểm còn đến hạn này, hạn đăng kiểm đến tận tháng 10 năm 2026 cơ, 2 năm nữa các bạn nhá. Đấy, 2 năm nữa mới phải đăng kiểm, cho nên là không phải lo gì đến cái việc đăng kiểm luôn các bạn nhá. Đấy, một chiếc xe mà yên tâm luôn về việc đăng kiểm. Nhiều người là sợ độ những cái đèn bi này, sợ độ đèn bi này, bậc cửa này, nó ảnh hưởng đến cái việc đăng kiểm. Nhưng đăng kiểm này vừa mới đăng kiểm xong, cho nên là quý vị các bạn yên tâm luôn nhé, không ảnh hưởng gì đến đăng kiểm. Đấy, và 2 năm nữa mới phải đăng kiểm các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn rồi các bạn ạ. Lốp liếc các thứ này, rất là đẹp luôn này, còn dày luôn bạn nhá. Lốp còn dày luôn này. Đấy. Toàn bộ về phần ngoại thất của chiếc xe thì đều rất là đẹp rồi quý vị các bạn nhá. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về phần nội thất cũng như là về phần keo chỉ bên trong của chiếc xe. Trước tiên thì tôi vẫn mở cánh cửa phía trước bên lái các bạn nhé, cho các bạn xem này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa rồi này. Đấy, toàn bộ keo chỉ là nguyên zin này, cam kết với quý vị bạn là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu nhé. Keo chỉ nguyên zin này. Táp bi cánh cửa rất là đẹp luôn này. Đấy, táp bi toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất đẹp này. Vô lăng bọc da còn nguyên zin nhá, chưa là bọc lại vô lăng đâu. Đấy. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình hiện gọi là ga tự động này. Nội thất ghế da màu kem, chiếc xe này thì được phối màu là màu kem theo cái tông của nội thất, rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, trải sàn 5D. Đấy, trải sàn 5D rồi các bạn nhé, rất là đẹp. Và chiếc xe này thì lăn bánh đây ạ, đồng hồ đây ạ, 6.8 km này các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên lái này, từ keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ cánh cửa, chiếc xe này là chủ xe còn làm hết cả chống ồn các bạn nhé. Làm hết chống ồn và dán cả gioăng. Gioăng này thì anh em chúng tôi mới bóc đi đấy, bóc đi để xem cái keo chỉ còn nguyên zin này. Táp bi cánh cửa thì rất đẹp đây. Đấy, táp bi cánh cửa này. Toàn bộ nội thất bên trong đều rất là mới luôn vì các bạn nhé. Chủ xe độ thêm cả những cái phần màn hình Android và độ thêm cả âm thanh. Đây là những cái loa tép còn lại ở trên xe này. Đấy, những cái loa tép ở trên xe đấy, chủ xe độ thêm cả về phần âm thanh luôn các bạn nhé. Bậc cửa thì dán chống xước rồi này, đều rất là đẹp luôn. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về những cái phần option nguyên của xe và chủ xe đã độ thêm cái gì các bạn nhé. Đấy, cả những cái đèn nổ start top này chủ xe đã giữ gìn rất là cẩn thận này. Đấy, bây giờ tôi sẽ bật điện lên cho bạn xem nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây, 6.8 km nhé. Camera 360 này, khi bắt đầu khởi động là nó hiển thị hết xung quanh, camera xung quanh này. Đấy, màn hình 360 rất là xịn luôn bạn ạ. Màn hình này là màn hình Android, độ thêm camera 360 bạn nhé. Đấy, và tất cả là còn nguyên zin này, màn hình xịn cho nên tích hợp cả camera hành trình luôn này. Đấy, camera hành trình luôn các bạn nhé. Đấy, và vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, kiểm soát hành trình hay còn gọi là cruise control đấy ạ, ga tự động này. Đấy, toàn bộ từ táp bi cánh cửa các bạn xem đấy ạ. Một chiếc xe tư nhân, một chiếc xe gia đình không chạy dịch vụ thì nó đẹp như này đây này. Đấy, táp lô này đều rất là mới luôn bạn nhé. Đấy, tất cả luôn còn đẹp luôn này. Củ số này, củ số đang bọc với da này rồi, tay phanh này. Đấy, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Chủ xe còn ốp cả những cái này này, chống xước. Đấy, cho nên là bóc cái này ra là bên dưới này còn như mới luôn. Đấy, tất cả những cái này đều được ốp chống xước các bạn nhé. Đấy, cho nên là mua chiếc xe này về thì các bạn có thể yên tâm luôn. Không thích những cái ốp này thì chúng ta có thể bóc đi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe quá là đẹp luôn các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem cốp sau nhá. Đây, cốp sau tôi mở luôn rồi này. Toàn bộ từ ốc cốp sau cũng còn nguyên zin này. Keo chỉ thì cái chơi trong gioăng trong ổn này là tôi chưa bóc đi các bạn nhá. Đấy, ốc cốp sau còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ này cũng còn nguyên zin, bên trong là còn nguyên zin đấy nhá. Chúng tôi là cái này là cái gioăng mà chủ xe dán thêm, tôi chưa bóc hết. Đấy, keo chỉ là nguyên zin hết luôn này. Đấy, tất cả là còn nguyên zin đây. Cái keo này là keo cái chỉ này là chủ xe dán thêm của cái keo ở cái chống ồn này. Đó, nguyên zin luôn bạn này, chưa có mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Và cái cốp sau bạn thấy đấy ạ, với những chiếc xe mà không chạy dịch vụ thì cái phần nhựa này nó đều rất là mới luôn bạn nhé.
những chiếc xe nào mà chạy dịch vụ thì những cái phần nhựa này nó xước sát hết rồi các bạn nhé. Đấy, không chạy dịch vụ cho nên là cái cốp, cái phần nhựa này nó mới đẹp được như này này các bạn này. Đấy, nhìn những chiếc xe chạy dịch vụ là cái cốp sau này nó xước sát hết, bởi vì là hay để đồ của hành khách các bạn nhé. Ghế sau này, đây tất cả các thứ này còn nguyên luôn bạn, đều rất là mới này. Chủ xe dán chống ồn hết luôn cả xe các bạn ạ. Đấy, bên dưới này chống ồn luôn cả xe rồi, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm luôn về chiếc xe này nhé. Chiếc xe này thì chủ xe rất là cẩn thận này, và không chạy dịch vụ như các bạn thấy đấy ạ. Cái ghế sau nó còn mới như này đây này. Đấy, tôi vừa mở một cái ra cho bạn xem đấy, đằng sau này còn rất mới luôn bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ đây, keo chỉ thì cũng bị dán cái này đi. Đây, tôi chưa bóc hết này. Keo chỉ là nguyên zin đấy các bạn nhé. Đấy, keo chỉ là nguyên zin này. Tất cả là còn nguyên và rất đẹp luôn các bạn nhé. Tappi cánh cửa đây các bạn xem đây ạ. Một chiếc tappi đều rất là mới nhé. Nếu như chạy dịch vụ là những cái này nó hay bị xước này. Và cái tappi này mà xước thì không bao giờ xử lý được các bạn nhé. Đấy, và những cái này là hay bị mòn bởi vì hành khách. Những cái phần nhựa này cũng thế này. Đấy, chạy dịch vụ là những cái này là khách người ta đi nhiều, người ta hay đạp chân vào nó xước nhá. Còn những chiếc xe mà không chạy dịch vụ là chúng ta xem là chúng ta biết ngay. Đấy, và bậc cửa thì dán chống xước này. Đấy, nội thất ghế da đều rất đẹp luôn này. Cửa gió điều hòa trên tầng này. Đấy, và những cái phần nỉ này các bạn này, nỉ là nguyên bản nhá, chủ xe không bọc da, không bọc 3D đâu. Đấy, mà còn nguyên còn đẹp như này đây các bạn này. Đấy, những cái phần nỉ trần này, những cái phần nhựa này đều đẹp luôn các bạn nhá. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem, cũng là bấm tay để mở cửa này. Đấy, bấm tay để mở cửa này. Keo chỉ là còn nguyên zin luôn này. À, keo chỉ là nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào đâu. Đấy, và tappi cánh cửa thì bạn thấy đây ạ. Tappi rất là mới này, không có bị xước sát gì cả nhé. Những cái xe mà có nội thất màu kem thì phải giữ gìn thì nó mới được đẹp như này. Đây các bạn xem này. Đấy, phần nhựa này đều rất là mới nhé. Đấy, những cái loa này là chủ xe độ thêm loa bộ âm thanh đấy, loa chép. Đấy, bậc cửa thì dán chống xước này. Nội thất ghế da thì rất đẹp này. Nội thất này là nguyên bản mà chủ xe đã độ ngay từ đầu nhé. Nguyên bản của ghế của những chiếc xe này là ghế nỉ thôi, nhưng mà lắp thêm ngay từ lúc mới mua xe, cho nên là ghế da này, cái ghế da này cũng xịn rồi này. Đấy, và tất cả những phần nhựa này, tấm chắn nắng này, nỉ trần này đều rất đẹp luôn bạn nhé. Với những chiếc xe gia đình thì đa số là người ta không bọc ni lông, không bọc nhựa trần 3D đâu. Đấy, đa số, tôi nói là đa số nhé. Đấy, thì chiếc xe này cũng vậy là không bọc và đều rất đẹp này. Toàn bộ từ tappi cánh cửa này cho đến taplo bạn thấy đây ạ, đều rất là mới luôn bạn nhá. Đẹp từ vô lăng, cần số, tay phanh. Chủ xe này rất là cẩn thận bọc hết cả cần số này, bọc hết cả những phần yên ngựa này, tappi này. Đấy, đều rất đẹp luôn bạn nhá. Màn hình xịn rồi, màn hình camera 360 đầy đủ luôn bạn nhé. Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Xpander 2019 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít và rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Đấy, động cơ này thì còn nguyên zin được các bạn này, rất là đẹp luôn bạn nhé, rất là mới luôn. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua đi một chút rồi, và đặc biệt là chủ xe cũng rất chăm thay dầu bảo dưỡng, vẫn còn cái phiếu thay dầu ở trên xe đang treo đấy ạ. Và đây, cái ngày thay dầu vẫn đang đánh dấu đây, mùng 3 tháng 9 năm 2024 là thay dầu đúng không bạn này. Đấy, chủ xe đánh dấu ở đây nhá. Đấy, và động cơ rất là mới như này đây, vì mới lăn bánh có hơn 6 vạn thôi bạn nhá. Cam kết với quý vị bạn là nguyên zin hết này, nguyên zin từ những ốc dàn cò đấy, nguyên zin hết, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu quý vị các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp như này đây. Đấy, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm, và động cơ không có bị ngập nước đâu các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên zin và đều rất là đẹp như này đấy các bạn này. Ốc cabo cũng còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ cabo nguyên zin luôn này. Đấy, keo chỉ cabo là nguyên zin hết luôn bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, còn đều luôn này. Ốc cabo đây cho các bạn xem này, tôi quay chi tiết cho các bạn xem nhé. Đấy, những chiếc xe mà chúng tôi mua ở Hà Nội mà không chạy dịch vụ là rất ít các bạn nhé. Đa số những chiếc xe Xpander này hay chạy ở tỉnh là nhiều và chạy dịch vụ là nhiều các bạn nhé. Chiếc xe này thì chạy ở Hà Nội, tên tư nhân biển Hà Nội và không có chạy dịch vụ bạn nhé. Đây biển Hà Nội đây các bạn này. Đấy, biển Hà Nội luôn bạn nhé, không chạy dịch vụ này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Thưa với quý vị các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Mitsubishi Xpander sản xuất năm 2019, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc,
đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 6 vạn km thôi quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản. Và chúng tôi đang bán với giá là 480 triệu đồng. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nên như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 2019 số tự động đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mitsubishi Xpander 2019 nhập khẩu nguyên chiếc này các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.